Hello anh em, hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game vừa lạ vừa quen với lối chơi cực kỳ lôi cuốn, đồ họa cực xịn, đội hình đa dạng. Đặc biệt đây là game thế giới mở, anh em có thể tự do trải nghiệm. Đến với Genshin, anh em có thể tự khám phá thế giới, bơi lội, leo núi, xây dựng đội hình và trải nghiệm hệ thống chiến đấu nguyên tố. Chúng ta cùng đến với phiên bản V3.4 âm vang dạ tấu. Trong phiên bản này anh em sẽ được trải nghiệm bản đồ mới, boss mới cùng nhiều sự kiện thú vị. Đặc biệt có sự xuất hiện của hai nhân vật mới, Ao Hai Thùm 5 sao, lời khuyên tận tình. Là quan thư ký đương nhiệm của giáo viện Sumeru, sở hữu một danh hiệu nghe rất lợi hại, nhưng đây cũng là nhờ văn hóa đặt tên chức vụ thật hay của giáo viện mà thôi. Chức vụ quan thư ký có vẻ không tầm thường, nhưng thực tế thì không phải tham gia mọi cuộc họp quan trọng, cũng không tham gia quyết định những công việc trọng yếu, chỉ phụ trách lưu trữ phân loại những tài liệu quan trọng, không có việc gì thì cũng không cần xuất hiện. Nhân vật 4 sao mới, Yao Yao, 4 sao, đệ tử ca trần láng thị chân quân. Trong mắt cư dân ở cảng Riroe, Bình Láo Láo luôn dấn theo Giao Giao, ngoan ngoán hay cười bên mình. Trông như hai bà cháu thân thiết, nhưng thực ra hai người chẳng có quan hệ huyết thống. Giao Giao là đệ tử của Bình Láo Láo, hay nói đúng hơn là đệ tử của ca trần láng thị chân quân. Dù rõ ràng là đệ tử nhỏ nhất của chân quân, nhưng cô ấy lại luôn chăm sóc các đệ tử đồng môn khác như đại sư tỷ. Banner lần này sẽ có sự trở lại của nhân vật 5 sao, Hu Tao, Zeran. Thời gian sự kiện cầu nguyện, banner Ao Hai Thùm và Sea Ao 18/1/2023, 6:00 UTC cộng 8. Banner Hu Tao và Zeran ngày 8/2/2023, 16:00 GMT cộng 8 Asia Server. Đi cùng với banner lần này là có vũ khí mới Ánh Lá Phán Quyết, ra mắt trang phục mới Ayaka Thư Từ Hoa Xuân, trang phục mới của Lisa Danh Vang Trong Lá, ra mắt bản đồ mới Boss Mối. Ngoài ra trong phiên bản lần này còn có sự kiện điểm danh 7 ngày, nhận 10 mối liên vương vấn cùng nhiều sự kiện thú vị khác đang chờ anh em khám phá đó nha. Nhanh tay tải game và chơi ngay, link mình đặt ngay ở dưới phần comment và phần mô tả nha. Yo nào anh em ơi. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video mọi người ạ. Thời tiết Hà Nội dạo này mưa quá nên mình không ra ngoài quay được. Đây này, mình vừa mới ngủ dậy luôn. Vừa mới ngủ dậy tóc tai bù xù các kiểu hết luôn mọi người ạ. Hôm nay ngủ cả ngày luôn. Mọi người nhìn thời tiết này, mọi người chuẩn bị đón chờ nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. 1, 2, 3. Ui xời. Đây. Mưa gió báo bùng luôn anh em ạ. Ui xời, bay hết luôn. Thôi đóng lại. Ai da, đang ăn gì đấy em gái? Sữa kem. Sữa kem à? Đóng ăn cơm thôi á, không có gì ăn ké. Không, ăn cơm rồi. Hay là cái gì mà quá. Tội quá, thôi được. Từ từ ạ, cứ ăn cái này đi. Cơm thì đừng ăn, tí tao à mua đồ cho ăn. Mua tí rồi biết. Bây giờ muốn ăn gì? Bây giờ muốn ăn gì? Muốn ăn gì mình có đáp ứng được không? Mà hỏi. Xôi thoải tí, mái. Thoải mái, ăn gì, thấy ăn cơm, đây cơm rang tự làm à? Cơm rang tự làm, còn gì nữa? Sao không bảo tao cho 20 mua cơm rang à, dưa bò về ăn. Wow. Nhưng người ta thích tự làm. Thế bây giờ muốn ăn gì? 2000 years later. Lâu lâu được chọn một lần, phải ăn cái gì sang sang cũng được. Ăn cá hồi. Wow. Giỏi mới mang đây đi. Được luôn. Thoải. Được. Đâu? Bỏ nhưng mà bỏ mắt ra. Không. Mới ngủ dậy à? Ê, đang xấu, lúc sinh quay lúc xấu xấu thì quay. Được, thôi bây giờ đi ma kẻ úp đi để tao đặt cá hồi về cho ăn. Ok. Ok baby and you. Mày tưởng là nó nói đùa, ai ngờ nó mua thật mọi người ạ. Còn có cả rau ấy, kiểu nữa này. Xem nào. Sao cái gì toàn mấy cái kiểu dạng xương xương kiểu này, cái này thì dùng để làm gì? Mấy cái này thì để mai làm kiểu canh chua. Thế còn cái này? Cái này thì mai cũng làm canh chua, nãy tao vừa lọc ra mà. À. Đây, còn cái này là tí ăn sống này. Đâu? Cái này ăn sống á? Ừ. Mày có ăn hết được không? Ông sợ thoải mái. Đây, cứ để đây cho nó lạnh nhá. Vừa mông lên một con luôn đấy.
đây. Đây là đầu có kiểu của nó này, thấy không? Ok, bây giờ làm ớt phát. Ok anh em ơi, đây món cá hồi đây. Đấy, cái này mình vừa bắt vắt chanh vào nên là hơi tái rồi, còn cái của con Nhung nó không thích vắt chanh mọi người ạ. Đấy, ngon thịt sò luôn, hôm nay sướng nhá. Nhưng mà có vẻ như nãy ăn no chưa? Chưa. Ai ra? Đang đói, tự dưng đói lại. Đang đói tự nhiên đói lại luôn. Ừ. Đây bây giờ ăn đi, tao quay cho mày ăn trước nhá. Đấy, nhìn sướng nhá anh em. Úi trời ơi, nó thích chấm xì dầu anh em ạ. Mình thì thích chấm hạt chanh muối ớt. Nó dẻo. Nó dẻo. Béo. Cái này ăn một phát no cả tháng đấy. Ăn một phát no cả tháng. Đúng rồi. Này biết tao mua một con bao nhiêu không? Mày mua một con bao nhiêu? Một con hơn triệu. Một con hơn triệu á? Ừ. Về đây. Nước chấm của tao ngon hơn hay xì dầu ngon hơn? Đây này, lấy cái này cuốn này. Đấy, anh em nhìn nó ăn ngon chưa kìa. Mình nay là người kiểu dạng quay trước tí, mình kiểu dạng thẩm sau anh em ạ. Kiểu thưởng thức cá hồi sau. Lâu rồi không ăn cá hồi, tao không biết làm thế nào. Này đúng không? Như này đúng không? Cuốn này. Đúng rồi. Quên cách cuốn rồi. À đúng rồi. Chính xác luôn. Bỏ cái này vào. Đúng rồi. Bỏ cái này vào. Đúng rồi. Xong rồi cuốn ăn. Đấy, nó dẻo, nó béo. Nó dẻo. Nhìn tóc bết đây. Thật ra kiểu trời Hà Nội dạo này kiểu mưa khó chịu quá anh em ạ. Ra ngoài tí thôi tóc bết luôn. Là do nó quay lúc mình xấu mọi người ạ. Anh em ạ, mình thì chơi kiểu dạng là không thích ghém anh em, mình chơi cả tảng luôn, ăn kiểu cả tảng cá hồi luôn anh em ạ. Nó không có phắc y kim à? Phắc y kim là cái gì? Là rau bạc hà, tiếng Thái. À, thì ra tiếng Thái rau bạc hà là phắc y kim. Đây anh em ơi, chấm cả miếng to luôn nhá. Đấy, dẻo nó béo. Mình mời anh em nha. Ăn cả miếng to này ngon lắm. Kiểu béo béo, xong ngọt ngọt. Mình mời mọi người ăn. Kiểu nó béo ngọt anh ạ. Ôi cái quả này chắc không đủ mình ăn rồi. Nãy mình còn tưởng không ăn được hết rồi. Mà ăn nhanh thế. Thứ gì sắp hết cả miếng rồi. Đói mà. Mình cả ngày chưa ăn gì luôn anh em ạ. Đây, mình mời anh em nha. Nhung mày ở rất thèm. Ui cái gì chứ. Thèm chứ. Tự dưng nay mua về. Mày trộm tiền của mẹ đúng không? What? Đúng không? Không. Nghe bảo mình lấy tiền của mẹ ngon. Tự dưng mày mua về làm gì? Anh đã thèm, một phần đã thèm. Anh trai thương em gái không phải thế mày hiểu không? À, thì ra là anh trai thương em gái. Đây, mình mời mọi người nha. Cảm giác béo ngậy ngon lắm. Bây giờ mới chỉ được 2 phút thôi mọi người ạ. Nó ăn hết gần cái tảng cá hồi rồi. Mình ra phải thẩm từ từ mày hiểu không? Phải để nó ngấm từ từ. Đây nhá, vừa ngắm vừa ăn nhá, từ từ. Đây video năm trước rồi. 2 năm trước. Ê, tính củ.
Đây là tích cửu ấy nhỉ. Tích cửu ấy nhỉ. Ui dồi, quả quả mồm cắn một phát miếng to đùng rồi. Có ở trong tủ lạnh một đống ấy. Mày nhìn đâu thấy tội chưa? Cẩn thận vỡ vỡ tivi nha. Ê, người đấy phải cầu cho tao ăn à? Được. Ok thôi. Thôi chắc là ăn đi, chắc video mình đến đây kết thúc rồi anh em ạ. Bye bye anh em nha.